thủ ạ. Xin mời sự hiện diện trên sân khấu là ông bà nội ngoại của cô dâu Huyền Trang ạ. Xin mời ông bà hãy di chuyển lên trên sân khấu để cùng chụp lại bức ảnh lưu niệm cùng con cháu trong ngày vui này, phúc nhất của cô dâu Huyền Trang hôm nay ạ. Trang nhớ khi xa là bao điều cho cha hy vọng, là mầm xanh như bụt măng non. Con gái ơi, con là tất cả, miệng con cười chung trí thơ ngây, dọc xương đời yêu cha yêu mẹ, niềm thương yêu nương náu lúc cha già. Con gái của mình khôn lớn.